Chờ anh em nhé, mình tiếp tục đánh kèo nữa nhé, mình đánh bằng 2 mẹt nhé, 1 mẹt ở xa xa ở kia và đem 1 mẹt dựa vào lụp nhé. Đặt máy để cho anh em cùng xem và theo dõi nhé. Ngoài Bắc này đang mưa, khu mình đang mưa quá, mấy hôm không đi đánh được cho anh em xem. Mẹt kia hơi xa. Rồi anh em cùng theo dõi video nhé. Kèo thứ hai nha anh em. Đi đánh này, làm 3 mẹt này đủ bộ là anh em nhé. Bởi vì một mẹt phải để rất xa, một mẹt để xa, mẹt để gần kia để tránh nếu chim mồi của mình mà nó nhát là bể nhé. Ở đầu sấp đôi. Có một con nó về thôi. Trên mái cực to này. Đang ở vụ thay lồng nó ít kêu, về nó có kêu rồi. Không đấu nha nha. Đó còn mồi kêu. Chứ ngoài Bắc mình là cuối vụ. Thay lồng ít kêu. Chứ nhà 3 mẹt thì mình đánh vàng nó ngon. Kết quả hơn 2 mẹt nhé. Nhỏ mũi lắm anh em, đi phải cầm cái hộp xịt mũi đi nhé. Này, con mồi của mình đây nha anh em. Rồi, ok anh em. Chúc anh em xem vui vẻ nhé. Anh em thấy hay cho mình một cái đăng ký nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Ok, chào anh em
đam mê gác bình bịp trên toàn cả nước nhé. Anh em nay gác đôi bình bịp, trời đang mưa này, chuẩn bị mưa đi gác kèo cho nó đỡ nhớ. Mấy hôm trời mưa quá không đi gác được, này đi gác kèo xem nào. Để... ok, mình đánh hai mẹt, một mẹt treo, một mẹt đất, đánh đất nhé. Đấy, mặt mặt treo đây này, quay xa xa mình xem được. Đấy, như này thì có thể xem được cả. Rồi ok nhá, anh em cũng chờ đợi chờ nhá.
Sắp đôi luôn nha anh em, hai con hai mặt mẹt này. Chung là mồi này ngoài miền Bắc là giờ là nó cũng đuối tầm rồi, không được căng lắm. Anh em xem vui vẻ video này nhé. Anh em nào cần mua đồ săn bẫy lụp mẹt nhé, alo cho mình gửi cho anh em. Khá là lâu. Mùa này ít ăn mồi lắm, đa số là đánh chim mồi chứ không ăn chuột mấy khi. Ui, tê hết chưa này em. Đấy, chơi bình thường không mãi to quá. Đang mùa thay lông này, cực già luôn. Anh em săn bẫy nhá, đừng quên mua cho mình một cái lều ngụy trang như thế này nhá. Ngồi chỉ 5-7 mét là ngồi xem nó đấu đá là thoải mái nhá. Đây, ngoài nhìn ra thoải mái, trong trong nhìn ra rất dễ nhá, để có cửa sổ thoáng nhá. Bên là hai bên hai cửa sổ không khóa nhá, nhưng cửa này nó có khóa nhá. Trước khi đi anh em đừng quên theo cho mình một cái lọ xịt muỗi như thế này. Với chim mồi và lên rừng là rất nhiều muỗi nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em vui vẻ, xem clip vui vẻ nhé. Rồi, xin kết thúc.